下班才能一程，有点老这一盏为你留的灯，却再也没等到过你的人，突然陌生来不及追问，重逢还会否有可能，为你留一盏灯。Cậu đang làm gì ở đây? Tôi muốn đi dự lễ chuyển nhượng cổ phần với bạn. Tôi tưởng bạn sẽ không đi. Suy cho cùng thì đó là việc mua lại tập đoàn Xinlian của bạn. Bố tôi không nói thế sao? Lễ này phải tổ chức hoành tráng. Thế thì tôi phải tham gia. Được rồi. Đi nào. Tại sao bạn lại mang theo quần áo? Đây là váy của tôi. Tôi đã nghĩ đến việc thay đổi nó trên trang web tốt. Tôi thực sự không mong đợi điều đó. Sunian kể từ bây giờ sẽ là vợ chủ tịch của tập đoàn Sunny. Tất cả chỉ vì bà Su sinh ra trong một gia đình trí thức. Làm thế nào tôi có thể nuôi dạy một cô con gái tốt như vậy? Tôi quan tâm đến con gái riêng của mình hơn Sunian. Chỉ là rốt cuộc chúng không có tính chất sinh học. Cô ấy hiện có một tình trạng bất thường. Từ bây giờ tôi sẽ phải hành động dựa trên biểu hiện của cô ấy. Bạn thật tốt quá. Tại sao bây giờ bạn không hành động như một người mẹ? Cô ấy sẽ không bao giờ coi trọng bạn trong tương lai. Niệm Niệm, Minh Nhâm tới rồi. Chào anh Gu. Bố ơi, con đi chào dì Gia. Sunian, đừng trách chúng tôi nói nhiều quá, mẹ bạn mất sớm. Nếu mẹ kế của bạn không phải vất vả nuôi bạn không lớn, làm thế nào bạn có thể có một ngày tốt lành ngày hôm nay? Bạn không thể là một con sói mắt trắng được. Trước đây tôi đã làm không tốt. Tôi xin lỗi dì tôi. Có chuyện gì với bạn? Bạn có cố tình làm điều đó? Buổi lễ sắp bắt đầu. Xin lỗi, đây là chiếc váy Minjian đã chuẩn bị cho tôi. Dì ơi, đổi cái này đi. Quên đi. Làm thế nào một người mẹ có thể quan tâm đến con gái mình? Tôi đi thay quần áo trước. Chiếc váy này trông quen quen phải không? Ý anh là gì? Tôi đã mua nó ở một nơi rất đặc biệt. Thật là một sự trùng hợp. Tên chủ nhân của bộ quần áo cũng là Jian Wangli. Bạn muốn làm gì? Bạn hoàn toàn không xuất thân từ một gia đình học giả. Bạn chỉ là một cô hầu bàn đã giả mạo danh tính của mình. Su Yao cũng không phải là con gái của chồng cũ. Cô ấy là con gái ngoài giá thú của bố tôi. Rất lâu trước khi mẹ tôi qua đời, bạn và bố tôi đã đến với nhau. Vậy thì sao? Tôi là người như thế nào? Bố của bạn biết rõ nhất. Tôi nghĩ tôi đã tìm thấy một cái gì đó nhỏ, chỉ muốn bắt tôi làm con tin. Bạn quá ngây thơ. Bố không thể bỏ rơi mẹ để tìm con. Bạn đi và đối đầu với bố tôi. Với tôi, mọi người, tôi mời các bạn đến đây hôm nay có một cái gì đó rất quan trọng. Tôi muốn thông báo với mọi người trước khi công bố vấn đề quan trọng này. Tôi có vài điều muốn nói. Một cách vô thức,
Tôi đã làm việc ở Xin Liang gần 30 năm. 30 năm này, khá tận tâm, siêng năng. Bắt đầu là một nhân viên bán hàng nhỏ, theo dõi mọi người tại đây, cùng nhau chứng kiến sự lớn mạnh của Xin Liang, cùng nhau chứng kiến vinh quang của Tân Lương. Nhưng con người luôn già đi phải không? Sẽ già hơn. Tôi chợt nhận ra sức mạnh não bộ của mình không thể theo kịp, tôi cũng không thể theo kịp sức mạnh thể chất của mình. Thế là tôi phải chọn giải nghệ. Tất nhiên, tôi cũng rất không muốn từ bỏ. Nhưng vì tương lai của mỗi chúng ta nơi đây, để tập đoàn Xin Liang ngày càng tốt hơn, tạo độ sáng và giá trị cao hơn, tôi quyết định chính thức tuyên bố giải nghệ. Cảm ơn sự thông cảm của bạn. Cảm ơn tất cả, trong cuộc sống và công việc hàng ngày. Bây giờ trông bạn cũng ngu ngốc như mẹ bạn hồi đó. Nói với bạn sự thật, bố của bạn thích một người phụ nữ cư xử tốt như tôi. Anh ta chính là người nhất quyết lừa dối tôi và giúp tôi làm rõ danh tính. Xin cho tôi làm bà Su. Muốn trách thì chỉ có thể trách mẹ mình bất tài, không thể giữ được một người đàn ông. Dù mẹ bạn còn sống, hai người cùng nhau không thể đánh bại tôi. Điều khiển từ xa, điều khiển từ xa. Tìm nhanh, tìm nhanh, tìm nhanh. Ông Su không có điều khiển từ xa. Rút vít cắm, kéo vít cắm. Chồng ơi, sao anh lại ở đây? Buổi lễ đã bắt đầu chưa? Tôi vừa nói chuyện với Lia. Cậu đang nói vớ vẩn gì vậy? Mọi thứ đều được phát sóng bên ngoài. Chính là anh đã đóng khung tôi. Để tôi xem ai dám chạm vào cô ấy. Chồng, chồng à, điều em vừa nói không chân thành. Chính con gái anh đã gài bẫy em đấy chồng à. Niệm Niên, có phải vậy không? Vâng, tôi đã làm tất cả điều này. Nhưng tôi vừa dựng lên một sân khấu. Chính cô là người hát opera. Chồng, tôi đã làm sai điều gì đó. Đã nói một số điều sai trái. Nhưng tôi luôn chân thành với bạn. Đó là con gái của bạn. Cô ấy là người duy nhất kẻ muốn tiêu diệt hoàn toàn nhà họ Từ. Sun Lian, nếu bạn có bất cứ điều gì, bạn có thể nói chuyện riêng với tôi. Đừng làm điều này với tôi. Người mà bạn đang mất hiện tại là thành viên của gia đình. Khuôn mặt mà bạn đang xấu hổ bây giờ là khuôn mặt của tôi. Tại sao bạn làm điều này với tôi? Chắc chắn, điều anh quan tâm nhất chính là khuôn mặt của chính mình. Tôi thậm chí không cảm thấy một chút tội lỗi nào đối với mẹ mình. Tôi phải kìm lại. Bây giờ bạn không thể có xung đột với anh ấy. Ông Su, tôi đã bí mật thực hiện một số nghiên cứu. Di An Quan Ly biển thủ số lượng lớn tài sản tập đoàn, tài khoản chuyển ra nước ngoài. Tôi e rằng ông Su vẫn chưa biết điều này. Có thể nói tập đoàn Xin Lian ngày nay đã đạt đến giai đoạn này. Sự đóng góp của Di An Quan Ly là không thể thiếu. Là vậy sao? Mình hỏi bạn có bị vậy không? Trả lời mình nhé. Chồng ơi, hãy nghe em nói. Tại sao? Tại sao? Cung cấp cho tôi một lý do. Có phải tôi đã đối xử tệ với bạn và con gái tôi suốt những năm qua không? Tại sao bạn làm điều này với tôi? Chồng đã bao nhiêu năm? Bạn chưa bao giờ thừa nhận nó. Iao là con gái ruột của bạn. Tôi chỉ muốn mang lại cho cô ấy sự đảm bảo hơn. Tôi có thừa nhận cô ấy là con gái ruột của tôi không? Cô ấy cũng là con đẻ của tôi. Tôi không tốt với bạn à? Tại sao bạn làm điều này với tôi? Cha mẹ. Khách hàng bên ngoài nói rằng mẹ tôi là hầu bàn. Tốt. Hiện tại bên ngoài có rất nhiều khách và tôi phải chăm sóc họ. Hãy chăm sóc bản thân cho tôi nhé. Bố. Chồng, chồng. Câm miệng. Mẹ, chuyện gì đã xảy ra thế? Đừng đi. Đi ra ngoài và giải thích cho tôi. Sun Lian. Giao Giao.
再次被陷入回忆的情绪的车，心事蜂拥着往下沉。那时你总爱笑着说我好笨，却藏不住的宠溺眼神。牵我手走在缤纷，相拥在橙色黄昏，可你却在浪漫时刻转身。有点亮这一盏为你留的灯，却沦为万千灯海的陪衬。你给的目光不到星辰，只留下短暂的一程。有点留这一盏为你留的灯，却再也没等到过你的人。突然陌生来不及追问，重逢还会否有可能，为你留一盏灯。